Chưa? Đi lấy nha. Tưởng mẹ qua rước chứ. iPhone nó dở cái chỗ, nó không có chỗ mà tạm ngưng ra đấy nha. Tạm ngưng quay á. Nghiêm chị đi bé. Em đá nó dai qua một miếng này nè là nó sẽ nó sẽ đỡ mỏi hơn. Đợi xíu cậu ba. Xích nha, nhỏ nha. Nghe tiếng mụn nó ra cái bụp à.
tới chưa em? Cái ba đến tay chị nè. Ghi nghiêm chị. Sao mà lâu dữ vậy đó hả? Lâu quá anh. Gì vậy? Trời đất ơi à. Hết mụn bên đây luôn rồi đó nha. Ok ok. Tính là bên đây một cái, bên đây một cái. Làm vô làm dở dang công việc của người ta. Tới chưa? Facebook để em tình cờ em thấy chị đã nè. Em thấy robot là hay kiểu có. Có đằng bụng hả? Vâng. Rồi gõ cái gì? Ừ, đằng bụng robot hả? Không, nó ra. Rồi nó ra hả? Vâng.
chứ nó không hiện mấy cái chỗ quảng cáo hả? Mấy chỗ quảng cáo thường là phải hiện đầu tiên chứ.